Suốt mấy tuần nghỉ dịch vừa qua các bạn làm gì nè? Dậy, ăn, nằm, ngủ. Dậy, ăn, nằm, ngủ. Đúng không? Nên rất là chán. Một phần là các bạn không thể ra khỏi nhà được. Còn một phần á là máy tính ở nhà các bạn nó không có đủ mạnh, hoặc là nó cũng không có đáp ứng được đủ nhu cầu. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những chiếc laptop gaming mà có thể cho các bạn đủ nhu cầu luôn. Lười làm việc, chơi game, giải trí, xem phim, nghe nhạc, đó, tất cả trong một. Thì ok, hãy cùng bắt đầu danh sách thôi. Đến với cái tên đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay, đó chính là em Acer Asus 7. Để mình kể cho các bạn nghe. Giá 20 triệu nhưng sở hữu tất cả những cái điểm làm hài lòng người dùng khác nhau. Sở hữu một hiệu năng mạnh mẽ AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB, SSD 256GB và card RAID GTX 1650. Dưới 20 triệu mà lại có Ryzen 5 5500U mà còn có GTX 1650 nữa. Quá là hời phải không nào? Chiến game mượt mà cùng với các tác vụ thiết kế cũng trơn tru nhờ chip AMD và card RAID này. Ngoài ra chúng ta còn cho phép nâng cấp thêm một core RAM nữa. Và có một nhược điểm, đó chính là SSD đã có dung lượng hơi thấp nhé. Một thiết kế không quá hầm hố nhưng rất tinh tế và sang trọng. Sở hữu đèn nền bàn phím trắng nữa, giúp bạn sử dụng ban đêm dễ dàng. Đây là một em máy dưới 20 triệu đáng mua trong cùng phân khúc. Đến với em máy thứ hai cũng chung một nhà Acer luôn, đó chính là Acer Nitro 5. Sở hữu một hiệu năng mạnh mẽ Ryzen 5 5600H, RAM 8GB, SSD 512GB và card đồ họa GTX 1650. Một hiệu năng vừa chơi game ngon lành lại vừa có được các tác vụ đồ họa mượt mà. Kèm với đó sở hữu tần số quét 144Hz cho trải nghiệm chuyển game mượt mà hơn. Hơn nữa, một khả năng nâng cấp lớn đã có SSD 512 rồi nhưng lại có một khe cắm M2 cộng với lại HDD SATA, một tản nhiệt cực tốt và boost hiệu năng qua NitroSen. Có thể thấy nhiệt độ khi chơi game ở đây, thậm chí là game nặng đi thì nhiệt độ của nó chỉ ở mức 70-75 độ C mà thôi. Phần kê tay hay là bàn phím cũng không hề nóng và gây khó chịu gì cả. Khi mà chấm điểm về hiệu năng của con chip R5 5600H này thì nó cũng không hề thua kém gì tất cả các con chip khác trong cùng phân khúc cả, thậm chí nó còn cao hơn nữa chứ. Thiết kế mới với đường viền bắt mắt hơn, một bàn phím tốt và hành trình phím sâu. Ngoài ra đó, bạn có thể điều khiển đèn nền thông qua NitroSen luôn. Và những yếu tố trên cũng có phần tạo nên một cỗ máy chiến game thực thụ trong cùng phân khúc. Lenovo Legion 5 là một chiếc laptop quốc dân trong năm 2020. Tại sao nhỉ? Đây là một chiếc laptop quốc dân trong năm 2020. Nó có tên gọi đó là nhờ vào mức giá tốt, đi kèm với nó là hiệu năng cao, kèm với màn hình 120Hz nữa. Điểm ăn tiền của em máy này đó chính là khả năng lưu trữ SSD 256GB cộng với lại 1TB HDD. Đến đây thì các bạn có thể tha hồ mà lưu trữ dữ liệu trên chiếc máy này nha. Ngoài ra đó, nó còn có một tản nhiệt rất tốt. Với tựa game PUBG đây, mình chơi ở setting cao mà nhiệt độ CPU chỉ có 75-78 độ mà thôi, còn GPU thì lên quanh 66 độ. Nói về phần thiết kế, nó có một thiết kế hầm hố nhưng cũng không quá màu mè. Thân máy được build chắc chắn và tổng thể rất hài hòa. Nó có một nhược điểm duy nhất, đó chính là bản lề nó hơi yếu, cho nên là khi các bạn đụng vào màn hình nó cũng hơi rung một tí. Nhưng mà không sao, nó cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của các bạn đâu. Đến với máy thứ tư là anh em cùng nhà, Lenovo IdeaPad Gaming 3. Sở hữu một hiệu năng mạnh mẽ. Thì với em máy này có hai phiên bản, đó là một phiên bản i7, một phiên bản i5. Với phiên bản i7, nó sở hữu một con chip Intel Core i7 10750H, RAM 8GB, SSD 512GB và card đồ họa GTX 1650 Ti 4GB. Sở hữu một năng phải nói là quá cao phải không nào? Với các tác vụ thiết kế cũng như là chơi game thì phải nói là mượt mà và mạnh mẽ. Ngoài ra RAM 8GB còn hỗ trợ thêm một khe cắm RAM nữa cho bạn nâng cấp lên tối đa là 16GB. Còn SSD thì sẽ cho bạn một khe SATA để nâng cấp HDD nhé. Đối với phần thiết kế của em Lenovo IdeaPad Gaming 3 này thì cũng không có sự thay đổi quá rõ rệt so với lại những phiên bản trước. Sở hữu một tông màu, đó chính là màu xanh ngọc bích, kèm với đó là một thân máy rất là chắc chắn. Đến với bàn phím rất là sướng và nó là bàn phím Lenovo mình chưa hề chê bao giờ cả. Layout phím full size, cầm cái bàn phím số cho bạn dễ dàng thao tác nhập liệu, kèm với đó là hành trình phím sâu và bấm rất là đầm tay. Em máy tiếp theo trong danh sách này có lẽ sẽ rất quen thuộc với các bạn fan rồng đỏ, đó chính là MSI GF65 Thin. Sở hữu một thiết kế hầm hố, tông màu đỏ đen chủ đạo của nhà MSI. Mặc dù laptop gaming cấu hình cao nhưng mà máy rất là nhẹ, chỉ có 1.86kg mà thôi. Bàn phím layout full size, phím bấm dễ dàng không hề bị gõ nhầm, màn hình với tần số quét 144Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà. Hiệu năng cao, sở hữu một cấu hình i5 10500H, RAM 16GB và quái vật RTX 3060 Max-Q. Những tựa game từ nhẹ cho đến nặng và những tác vụ đồ họa thì máy phải nói là cần hết. Với SSD 512GB hỗ trợ cả khe M2 nữa cho bạn thoải mái nâng cấp.
Song đó nó chỉ có một nhược điểm nhỏ nhỏ thôi, đó chính là hành trình phím nó hơi nông và máy hơi bám mồ hôi và dấu vân tay. Một mức RAM 16GB và một quái vật RTX 3060 Max-Q nữa thì phải nói quá là hời luôn. Một chiếc laptop gaming được cải tiến rõ rệt trong nửa đầu năm 2021, được nhà Asus trình làng trong sự kiện CES 2021 vừa rồi, đó chính là Asus Top Gaming FX516PM. Một thiết kế bắt mắt hơn nhưng không quá màu mè. Logo đôi cánh Top được chuyển thành chữ Top bên này, rất là sang trọng. Máy chỉ dày 19.9mm và chỉ nặng 2kg thôi, nên là rất là tiện lợi khi mà mang theo trong ba lô phải không? Asus Top Gaming FX516PM được xem là một đề cử đắt giá cho người dùng khi mà tìm kiếm laptop phục vụ đồ họa kỹ thuật hay là chuyển game chuyên nghiệp. Với cấu hình Core i7-11370H, một thế hệ gaming thứ 11, kèm với quái vật RTX 3060 6GB, cho trải nghiệm chiến game tuyệt vời ở mặt trời luôn. Những tựa game offline đình đám cũng không còn làm khó em máy này được. Với quái vật RTX thì bạn có thể trải nghiệm công nghệ Ray Tracing trên những game có hỗ trợ này một cách thoải mái nhất. RAM 16GB cho bạn sử dụng đa tác vụ một cách nhanh chóng mà không hề bị giật lắc. Thêm với đó là một khe cắm SSD nữa cho bạn thoải mái nâng cấp. Đến với em máy cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay cũng là một siêu chiến binh, một cỗ máy chiến game đỉnh của chóp đến từ nhà HP Omen 15. Một thiết kế hầm hố, đậm chất quái vật chiến game trong tầm giá. Được sở hữu màn hình 15.6 inch Full HD. Thì nói tới màn hình laptop gaming, ai cũng nghĩ màn hình này tần số quét cao thì chắc là màu sắc nó cũng thường thôi. Laptop gaming thì có bao giờ màn hình ngon đâu. Em Omen này phải khiến bạn say oh my god khi mà sở hữu một dải màu sRGB 100%. Thêm vào đó là màn hình tần số quét 300Hz. Là 300Hz đó ghê chưa? 144Hz đã ngon rồi thì 300Hz chắc là mượt, siêu mượt luôn. Chiến game FPS, những vali máy thì không sợ bị ghosting hay là xé hình gì cả. Màn hình thì đã mắc rồi, đi sâu vào đó nữa vào phần hiệu năng thì phải trầm trồ hơn với cấu hình cực khủng. Intel Core i7 thế hệ 10-10750H, RAM 16GB, SSD 1T lại còn hỗ trợ khe M2 nữa. Các màn hình RTX 2070 Max-Q và còn một phiên bản nữa với em Omen này sở hữu RTX 2060. Thông số quá là khủng phải không nào? Hiệu năng thực tế của nó cũng mạnh mẽ vô cùng. Với những tựa game từ nhẹ cho đến nặng thì em máy này cân được tất. Một bức pin cao 70.9Wh cho bạn sử dụng chế độ pin trong thời gian dài. Bàn phím thì cũng không có bàn phím số mà thay vào đó là một khoảng cách phím rộng rãi, không lo bị bấm nhầm nút. Phím bấm chắc tay, xong vào đó thì bàn phím nó hơi nông. HP Omen phải nói là một chiếc laptop sở hữu toàn bộ những yếu tố của một cỗ máy chiến game thực thụ. Tất cả những em máy trên, ngoài một mức giá ưu đãi khi mà mua online thì các bạn cũng được nhận những phần quà siêu hấp dẫn. Đó chính là chuột nè, ba lô nè, ngoài đó còn tai nghe nữa. Chi tiết mình sẽ để dưới phần mô tả bên dưới nha. Và đó là danh sách laptop gaming trong nửa đầu năm 2021 này thì mình nói là tốt nhất. Thì các bạn có ý kiến gì? Các bạn có muốn bổ sung gì vào danh sách này hay không? Hãy để lại phần comment bên dưới cho mình biết nha. Và cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại.